Chào Giang và kênh tin nóng đất Việt xin kính chào quý vị khán giả. Sau đây sẽ là những tin tức mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Quý vị đừng quên ấn like, chia sẻ video và để lại bình luận phía bên dưới video này. Và không để quý vị chờ đợi lâu, sau đây sẽ là những tin tức nóng nhất trong ngày. Thế giới ăn mừng vì đã có cách trị khỏi COVID-19. Truyền thông Australia lật tẩy các thành viên nhóm chuyên gia WHO có quan hệ mờ ám với Trung Quốc. Ngửi hai thứ, nhà nào cũng có thể phát hiện nhiễm COVID-19. Tất cả người dân về thành phố Hồ Chí Minh phải khai báo y tế. Thế giới ăn mừng vì đã có cách trị khỏi COVID-19. Kính thưa quý vị, một bệnh viện Israel cho biết có thể đã tìm ra cách chữa khỏi cho bệnh nhân mắc COVID sau cuộc thử nghiệm sơ bộ cho thấy 29 trong số 30 bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới, COVID-2, đã hồi phục hoàn toàn trong vòng 5 ngày. Các nhà nghiên cứu tại bệnh viện Itilov ở Tel Aviv hôm 4 tháng 2 thông báo đã phát hiện kết quả khả quan trong các thử nghiệm sơ bộ về phương pháp chữa trị cho các bệnh nhân COVID-19. Theo trang Inet News Israel, giáo sư Nadi Ape thuộc Trung tâm Phòng chống ung thư tích cực tại Bệnh viện Itilov đã thử nghiệm một loại thuốc mà ông đang phát triển trên những bệnh nhân dương tính trong tình trạng vừa và nặng. Chuyên gia này cho biết loại thuốc có tên là ESO-CD24, không đắt nhưng lại hiệu quả và phải được dùng một lần mỗi ngày trong vòng 5 ngày. Trong số 30 bệnh nhân được dùng thuốc, 29 bệnh nhân có sự cải thiện rõ rệt trong vòng 2 ngày và được xuất viện sau đó trong vòng 3-5 ngày. Bệnh viện cho biết một bệnh nhân cũng đã hồi phục, nhưng thời gian hồi phục của cô ấy mất vài ngày. Sau kết quả khả quan đó, bệnh viện đã nộp đơn lên Ủy ban Helsinki của Bộ Y tế Israel để yêu cầu mở rộng thử nghiệm cho nhiều bệnh nhân hơn. Trung tâm Y tế Hadassah ở Jerusalem cũng cho biết họ phát hiện phương pháp có thể chữa khỏi cho bệnh nhân mắc dịch. Bệnh viện này đã điều trị cho 21 bệnh nhân nhiễm dịch có các ca bệnh nền trong tình trạng nguy kịch bằng một loại thuốc gọi là Alloceta. Theo các bác sĩ, 19 bệnh nhân hồi phục trong vòng 6 ngày và được xuất viện trung bình sau 8 ngày. Thuốc này do giáo sư Drew Mevodrak, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Bệnh Thấp Khớp và Nội khoa, phát triển nhằm điều trị trường hợp hệ thống miễn dịch hoạt động quá mức gây tiết cytokine. Song song với nỗ lực tìm phương pháp điều trị cho bệnh nhân mắc dịch, Israel hiện dẫn đầu trong cuộc đua tiêm chủng trên thế giới với hơn 20% dân số được tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine và 37% nhận được ít nhất một liều. Chính phủ Israel đặt mục tiêu tiêm vaccine cho 5 triệu dân tính đến giữa tháng 3, trước cuộc bầu cử dự kiến vào ngày 23 tháng 3. Nhưng dù đã tiêm chủng cho hơn một nửa dân số, vượt xa các quốc gia khác, Israel vẫn ghi nhận 1.400 ca tử vong do dịch trong tháng 1. Theo hãng Bloomberg, việc Israel chật vật vì dịch không phải do chiến dịch tiêm chủng không thành công, mà vì nhiều người dân nước này từ chối tuân thủ các biện pháp hạn chế nhằm ngăn virus lây lan khi vẫn tổ chức các sự kiện tập trung đông người. Truyền thông Australia lật tẩy các thành viên nhóm chuyên gia WHO có quan hệ mờ ám với Trung Quốc. Kính thưa quý vị, kênh truyền hình Sky News của Australia bày tỏ nghi ngờ tính trung thực của kết quả điều tra nguồn gốc COVID-2 do nhóm chuyên gia WHO đưa ra khi cáo buộc có ít nhất 3 thành viên có quan hệ mờ ám với Bắc Kinh, theo trang zaobao.com. Liên hệ buổi sáng của Singapore ngày 16 tháng 2, Sari Boxon, người dẫn chương trình đài truyền hình Sky News của Australia cho biết, trong một chương trình ngày 14 tháng 2, rằng báo cáo của nhóm chuyên gia WHO về nguồn gốc dịch bệnh đang bị nghi ngờ vì tính công minh do có ít nhất 3 thành viên trong nhóm chuyên gia này từng có các mối quan hệ làm ăn mờ ám với các cơ quan chính thức của Trung Quốc. Trong bản tin, ba vị chuyên gia mà Sari Mawson nghi ngờ là trưởng nhóm điều tra người Đan Mạch, chuyên gia về an toàn thực phẩm và bệnh động vật của WHO Peter Ben Emberick, chuyên gia người Anh Peter Darash, cố vấn mầm bệnh của WHO, chủ tịch tổ chức phi lợi nhuận Eco Health Alliance của Mỹ và chuyên gia virus học người Hà Lan, bà Marion Kopmans. Trong bản tin của mình, Mawson đã đưa ra một số bằng chứng thân Trung Quốc mà cô thu thập được với ba vị chuyên gia này, bao gồm việc ông Peter Ben Emberick đã nhận được giải thưởng khoa học tinh thần do Hiệp hội Khoa học và Công nghệ Thực phẩm Trung Quốc và Hiệp hội Khoa học và Công nghệ Thực phẩm Quốc tế trao vào năm 2017. Bà Marion Kopmans là cố vấn khoa học của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh tỉnh Quảng Đông. Lý lịch vắn tắt của bà hiện vẫn đang còn trên trang web chính thức của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh tỉnh Quảng Đông.
vào năm 2018, Peter Dastrak đã cho biết trên tài khoản mạng xã hội cá nhân rằng ông đã có mối quan hệ với nhà nghiên cứu Thạch Chính Lệ của Viện Nghiên cứu Virus Vũ Hán thuộc Viện Khoa học Trung Quốc trong việc quan hệ hợp tác lâu dài trong nghiên cứu về rơi. Mason nói rằng khi một số điều tra viên của WHO bị điều tra ra có mối liên hệ với Trung Quốc, niềm tin của công chúng đối với bản báo cáo điều tra của WHO đương nhiên sẽ bị tổn hại. Sau đó, Mason đã tiếp tục đề cập rằng coronavirus chủng mới COVID-2 có thể đã bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm. Vì vậy, chúng ta cần có các nhà điều tra độc lập tìm kiếm câu trả lời với tinh thần cởi mở, chứ không phải những nhà khoa học được chính phủ Trung Quốc coi là không vấn đề gì. Trang tin Hồng Kông Đông Phương, Đông Phương ngày 16 tháng 2 cũng đưa tin. Chương trình tin tức truyền hình Australia trước đó cho biết ít nhất 3 trong số những thành viên của nhóm chuyên gia chung của Tổ chức Y tế Thế giới về truy xuất nguồn gốc của COVID-2 có mối quan hệ mờ ám với các cơ quan chính thức của Trung Quốc và đặt câu hỏi về tính công minh trong báo cáo của WHO về nguồn gốc COVID-2. Đông Phương nói, chỉ có nhà virus học người Hà Lan Marion Kopsman, người bị nghi ngờ, lên tiếng nói bản tin của Sky News là thuyết âm mưu. Ông trưởng nhóm chuyên gia của WHO Peter Ben Emmerich cho biết hôm thứ Hai, ngày 15 tháng 2, rằng nhóm chuyên gia đã đạt được sự thống nhất về một báo cáo tóm tắt về truy xuất nguồn gốc virus và bản báo cáo sẽ được hoàn thành trong vài ngày tới. Bà Marion Scottman sau đó đã viết trên Twitter, nói thông tin cho rằng bà là cố vấn khoa học cho Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh tỉnh Quảng Đông nên đã trở thành người làm việc cho chính phủ Trung Quốc và là một thuyết âm mưu mới. Và nhạo báng rằng, ngoài Trung Quốc, bà còn làm việc cho cả các cơ quan của EU và Mỹ nữa. Theo Đông Phương, trước đó, truyền thông Mỹ cũng đã dẫn lời các chuyên gia của WHO nói rằng Trung Quốc đã từ chối cung cấp cho tổ chức này dữ liệu gốc về các trường hợp nhiễm dịch đầu tiên. Ông Dastrak sau đó đã chỉ trích thông tin này là tầm trương trích cú. Ông nói rằng các chuyên gia của WHO đã có được 500 mẫu phân tích từ chợ thủy sản Hoa Nam của các nhà khoa học Trung Quốc ở Vũ Hán. Các chuyên gia Trung Quốc đã cố gắng bắt rơi trong hệ thống thông gió của chợ, đồng thời bắt mèo, chuột, chồn và rắn để lấy mẫu. Ông cho biết khu chợ có 10 gian hàng bán động vật hoang dã từ Vân Nam, Quảng Đông và Quảng Tây, bao gồm cả rơi và tê tê. Ở những loài động vật này, người ta đã tìm thấy những virus gần giống với coronavirus chủng mới. Các chuyên gia của WHO cho rằng coronavirus chủng mới COVID-2 có lẽ bắt nguồn từ loài rơi ở Đông Nam Á hoặc miền Nam Trung Quốc, sau đó được lan truyền trên các trại nuôi động vật hoang dã ở bên trong Trung Quốc. Liên quan đến vấn đề này, trang tin Hoa ngữ Đa chiều Des News ngày 16 tháng 2 viết, sau khi Nhà Trắng đưa ra tuyên bố nghi ngờ về hoạt động liên quan của nhóm chuyên gia Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Trung Quốc, các quan chức Anh cũng bày tỏ lo ngại về việc liệu nhóm chuyên gia của WHO có thể có được tất cả những dữ liệu mà họ cần hay không. Theo hãng tin Reuters của Anh, vào ngày 15 tháng 2, khi được giới truyền thông hỏi về phát biểu của các quan chức cấp cao Nhà Trắng, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab đã nói, chúng tôi lo lắng về việc liệu họ, nhóm chuyên gia WHO có nhận được sự hợp tác đầy đủ và những đáp án mà họ cần hay không. Ông Raab chỉ rõ, vì vậy chúng tôi sẽ thúc đẩy họ có toàn quyền truy cập và nhận được tất cả các dữ liệu cần thiết để có thể trả lời những gì tôi nghĩ rằng hầu hết mọi người muốn nghe về tình hình dịch. Trước đó, ông Jake Sullivan, trợ lý về an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Joe Biden, đã đưa ra một tuyên bố vào ngày 13 tháng 2, bày tỏ nghi ngờ về công việc của nhóm chuyên gia WHO tại Trung Quốc và kêu gọi Trung Quốc công bố dữ liệu về dịch bệnh thời kỳ ban đầu. Người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ đã phản bác lại ông Jake Sullivan và nói rằng WHO là cơ quan đa phương quyền uy trong lĩnh vực y tế quốc tế, không phải là nơi trốn giải trí, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Các hành động của Mỹ trong những năm gần đây đã làm tổn hại rất nhiều đến các cơ chế đa phương, bao gồm cả WHO, và cản trở lớn đến sự hợp tác quốc tế trong chiến dịch chống dịch. Bây giờ, Mỹ lại làm như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn chỉ trích các quốc gia khác luôn ủng hộ WHO và chính WHO. Hành vi như thế làm sao có thể có được sự tin tưởng của thế giới? Ngửi hai thứ, nhà nào cũng có thể phát hiện nhiễm COVID-19. Kính thưa quý vị, mới đây, trang web Bestline trích dẫn kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học và cho biết, mất khứu giác hoặc vị giác là một trong những triệu chứng đặc trưng khi nhiễm dịch. Nếu bạn không ngửi thấy mùi bạc hà hoặc sầu dừa, có thể bạn đã bị nhiễm dịch. Thông tin trên trang web Bestline đã nhận định rằng, trong số rất nhiều mùi hương thì tinh dầu bạc hà và sầu dừa là đặc biệt nhất,
nếu ai đó không ngửi được hai mùi này thì có 80% khả năng đã bị nhiễm bệnh. Theo dữ liệu từ Trung tâm Y tế Đại học Vanderbilt, Hoa Kỳ, có tới 87% người bị nhiễm dịch có triệu chứng mất khứu giác hoặc vị giác. Và ở 25% người bị nhiễm, tình trạng mất khứu giác và vị giác là lần đầu tiên hoặc thậm chí là duy nhất. Mọi người có thể có cảm giác bị cản trở khứu giác do tắc nghẽn hoặc các triệu chứng mũi khác do nhiễm trùng đường hô hấp trên. Hoặc họ có thể bị mất chức năng do virus tấn công dây thần kinh khứu giác. Do đó, dấu hiệu mất khứu giác có thể được sử dụng như một trong những đặc điểm chính trong chẩn đoán nhiễm dịch. Và nó cũng có thể giúp phát hiện các bệnh nhiễm trùng không có triệu chứng sớm. Các chuyên gia nghiên cứu và bác sĩ tại Ấn Độ đã tiến hành một loạt các thí nghiệm để khám phá xem mùi phổ biến nào có tác dụng chỉ định nhất. Các nhà nghiên cứu đã chọn 25 loại thành phần có mùi rõ ràng, trong đó họ ưu tiên chọn dầu dừa, bạch đậu khấu, thì là bạc hà và tỏi để thử nghiệm, sau đó phân loại các mùi theo độ nhạy và độ chính xác. Người ta thấy rằng 50% trường hợp nhiễm trùng không có triệu chứng, có triệu chứng mất khứu giác và khả năng nhận biết mùi bạc hà và dầu dừa của họ là kém nhất. Đồng thời, 36,7% và 22,4% người nhiễm không có triệu chứng xác định nhầm hai mùi, trong khi 24,5% và 20,4% người nhiễm không thể ngửi được hai mùi tương ứng. Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng việc tự kiểm tra toàn diện tại nhà theo cách này đối với người nghi bị nhiễm COVID-19 sẽ giúp kiểm soát sự lây lan của dịch trong cộng đồng. Tuy nhiên, các bộ xét nghiệm chính thức tại nhà đắt hơn và khả năng tiếp cận kém hơn, do đó cần một phương pháp sàng lọc đơn giản và nhanh hơn. Cũng giống như các nhiệt kế hồng ngoại được trang bị rộng rãi ở các nơi công cộng, việc kiểm tra mùi có thể sàng lọc sớm một số người bị nhiễm virus và áp dụng các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát sức khỏe cộng đồng tương ứng. Do vậy, nếu ai đó không thể ngửi thấy hai thành phần mùi thì rất có thể họ đã bị nhiễm bệnh. Phương pháp này không thể chẩn đoán được chính xác, nhưng nó có thể cảnh báo rằng bạn cần phải được xét nghiệm virus COVID-2 càng sớm càng tốt. Nếu không có dầu dừa hoặc bạc hà, những thực phẩm hoặc những vật dụng thông thường sau đây có thể mang lại tác dụng cảnh báo. Thứ nhất, cà phê. Nếu bạn không thể ngửi thấy mùi thơm của tách cà phê, đây có lẽ là dấu hiệu cho thấy cần xét nghiệm virus. Chuyên gia Proteus Dabbery, cựu giám đốc công nghệ của Sở Giao dịch Bảo hiểm Y tế Colorado, nói rằng ông bị nhiễm virus vào tháng 3 năm ngoái và không có triệu chứng ho, đau đầu hay sốt, nhưng tất cả các thức ăn đều có mùi giống như hộp các tông. Việc đầu tiên ông ấy làm mỗi sáng là chúi mũi vào cái bình cà phê và hít một hơi thật sâu, nhưng đã không ngửi thấy bất cứ mùi gì. Thứ hai, máy làm mát không khí. Chuyên gia Carl Philpott, người đứng đầu tổ chức Giác quan thứ năm, một tổ chức từ thiện của Anh hỗ trợ bệnh nhân mất khứu giác và vị giác, cho biết ngoài tỏi, dừa, cà phê và các loại thực phẩm khác, một số đồ gia dụng thông thường cũng có thể dùng để kiểm tra sự nhận biết mùi cho bệnh nhân, chẳng hạn như chất làm mát không khí và chất tẩy trắng. Hãy chú ý an toàn khi tự kiểm tra theo cách này, vì khí dễ bay hơi khó chịu này có thể làm tổn thương niêm mạc mũi. Mặt trái của 7 thói quen xấu. Nếu làm đúng, còn có thể giúp bạn khỏe mạnh, sống lâu hơn 3 lợi ích không ngờ tới của việc uống một cốc nước ấm vào buổi sáng. Tiếc rằng nhiều người chưa quen làm. Lưu ý đặc biệt dành cho những người làm việc văn phòng. Thời gian, tư thế nên làm để giảm bệnh tật. Thứ ba, dầu gội. Nếu bạn không ngửi thấy mùi dầu gội trong khi tắm gội, đó có thể là dấu hiệu của việc nhiễm virus. Vì vậy, nên tự mua dầu gội đầu bằng tinh dầu dừa tại nhà trong thời gian có dịch để biết mình có nguy cơ lây bệnh càng sớm càng tốt. Thứ tư, thực phẩm có muối. Chuyên gia Philpott gợi ý rằng bạn có thể xay cam, chanh và các loại quả có muối họ cam trong bát và hít thở sâu để xem có phản ứng gì không. Khi bị mất khứu giác, bạn sẽ không ngửi thấy các mùi vị của các loại trái cây này. Thứ năm, tinh dầu. Những người yêu thích tinh dầu có thể xịt tinh dầu vào một tờ giấy thơm hoặc khăn giấy và đặt dưới mũi để thử xem có ngửi được hay không. Tất nhiên, đây chỉ là cách đơn giản để phát hiện dấu hiệu nhận biết khi bạn có mắc COVID-19 hay không. Còn muốn biết chính xác, bạn sẽ phải tham gia xét nghiệm chính thức từ cơ quan y tế. Tất cả người dân về thành phố Hồ Chí Minh phải khai báo y tế. Kính thưa quý vị, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu những người từ tỉnh khác, thành khác về thành phố trong vòng 14 ngày qua phải khai báo y tế nhằm kiểm soát dịch. Trước diễn biến phức tạp của dịch, ngày 16 tháng 2, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức giám sát đối với những người trở về từ thành phố. Các đơn vị, công sở phải yêu cầu người lao động khai báo y tế nghiêm túc, trung thực nếu trong vòng 14 ngày qua có đi từ các tỉnh thành khác. Người về từ các tỉnh thành phố đang có dịch
Theo thông báo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (SCDC), phải khai báo y tế, thông báo cho chính quyền và y tế địa phương để được hướng dẫn giám sát y tế, xét nghiệm kiểm tra. Người về từ các tỉnh, thành phố khác phải khai báo y tế trên trang tờkhaiyte.vn để phục vụ công tác giám sát khi cần thiết. Ủy ban Nhân dân Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, các tổ Covid cộng đồng chủ động kiểm tra, vận động người về từ thành phố, các tỉnh thành khác trong vòng 14 ngày qua thực hiện khai báo y tế, theo dõi giám sát. Chiều 16 tháng 2, SCDC cũng đã triển khai kế hoạch giám sát người từ vùng có dịch đến thành phố nhằm chủ động kiểm soát nguy cơ dịch bệnh xâm nhập. Theo đó, người đến từ Thành phố Hồ Chí Minh từ nơi có ổ dịch hoặc địa phương đang giãn cách xã hội sẽ phải cách ly tập trung 14 ngày, xét nghiệm 4 lần. SCDC sẽ tổ chức xét nghiệm ngẫu nhiên đối với người đến từ thành phố bằng các phương tiện giao thông công cộng. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, 10-20% số lượt hành khách đến sân bay từ các tỉnh, thành có nguy cơ sẽ được lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên. Tại ga Sài Gòn, lấy 100 mẫu đơn mỗi ngày đối với hành khách đến từ các tỉnh, thành có nguy cơ. Tại bến xe quận 12, bến xe miền Đông cũ và mới, lấy 100 mẫu đơn mỗi ngày cho mỗi địa điểm. Căn cứ vào tình hình dịch tại các địa phương và Thành phố Hồ Chí Minh, SCDC sẽ thông báo điều chỉnh số lượng mẫu giám sát cần lấy tại các địa điểm. SCDC nhận định sau Tết Nguyên đán, thành phố sẽ tiếp nhận rất nhiều người từ các tỉnh, thành trong cả nước đến để tiếp tục làm việc, học tập nên không tránh khỏi nguy cơ dịch bệnh xâm nhập. Ngày 5 tháng 2, hệ thống giám sát chủ động Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện ca đầu tiên tại cục dịch sân bay Tân Sơn Nhất, bệnh nhân 1979. Từ trường hợp này, 8 nhân viên bốc xếp giám sát hàng hóa tại sân bay cùng nhóm và 26 người nhà nhóm nhân viên được xác nhận dương tính với COVID. Đến nay, chuỗi lây nhiễm này đang dừng lại ở con số 35. Theo SCDC, chiến lược xét nghiệm thần tốc khi đã khoanh vùng được nguồn lây chính là yếu tố quyết định giúp kiểm soát chuỗi lây nhiễm sân bay Tân Sơn Nhất. Từ chiều 30 Tết đến hết mùng 3 Tết, tức ngày 11 tháng 2 đến 14 tháng 2, chiến dịch lấy mẫu xét nghiệm tầm soát ở các chợ đầu mối, chợ truyền thống, bến xe, khu nhà trọ, quanh khu công nghiệp vẫn được tiếp tục thực hiện. Tổng số 9.480 mẫu, trong đó có khoảng 2.939 mẫu là của nhân viên y tế. Tất cả đều có kết quả âm tính COVID. Để đảm bảo hành khách đến và đi tại sân bay Tân Sơn Nhất, nhân viên sân bay phải xét nghiệm trước một ngày vào ca có kết quả âm tính với COVID mới được làm việc. Hơn 1.600 hộ gia đình của nhân viên công ty VIAGS cũng được yêu cầu xét nghiệm tầm soát từ ngày 10 tháng 2.